xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 3, các thành phần của phép cộng và phép trừ. Tiết 1, trang 13. Cô mời các em hãy mở vở bài tập trang 13. Chúng mình cùng nhau làm bài tập nào. Bài tập 1 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là điền số vào các ô trống còn thiếu. Vậy để điền được số vào các ô trống, các em quan sát. Ở đây là dòng thứ nhất, đó là số hạng. Dòng thứ hai là số hạng. Dòng thứ ba là tổng. Như vậy đây chính là các thành phần trong phép tính cộng. Vậy ở hạng thứ nhất đã cho chúng ta biết số hạng thứ nhất. Hạng thứ hai đã cho chúng ta biết số hạng thứ hai. Hạng thứ ba yêu cầu chúng ta tìm tổng. Vậy để tìm được tổng, chúng ta làm như thế nào? Các em ạ, khi chúng ta đã biết hai số hạng thì chúng ta sẽ tính tổng, lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai để chúng ta tìm được tổng đấy. Các em quan sát mẫu nhé. Cột thứ nhất, chúng ta lấy số hạng thứ nhất là 32. Số hạng thứ hai là 4. Chúng ta cộng lại 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. Hạ 3 viết 3, chúng mình sẽ được kết quả là 36. Tương tự như vậy, các cột còn lại chúng mình sẽ thực hiện tính số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai để chúng ta tìm được tổng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô trò chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Chúng ta tính cho cô 40 cộng 30 bằng bao nhiêu? 40 cộng 30 bằng 70. Chúng mình điền kết quả tổng là bằng 70. Tiếp theo, 25 và 61 là hai số hạng chúng mình sẽ cộng lại với nhau. Chúng ta sẽ được kết quả như sau. 5 cộng 1 bằng 6, 2 cộng 6 bằng 8. Kết quả là bằng 86 là tổng. Chúng mình điền ở ô trống. Và phép tính cuối cùng, chúng mình lấy số hạng thứ nhất là 80 cộng 7 bằng 87. Đó là tổng của số hạng 80 và số hạng 7. Như vậy chúng mình đã thực hiện tính được tổng của các số hạng. Khi chúng ta đã biết hai số hạng thì chúng ta sẽ tính được tổng của hai số hạng đó. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Tính tổng rồi nối với kết quả tương ứng theo mẫu. Nhiệm vụ của các em là phải tính tổng. Nhiệm vụ thứ hai là nối với kết quả tương ứng. Vậy chúng mình sẽ làm như thế nào? Chúng ta hãy quan sát mẫu nhé. Các em hãy quan sát trên mình các chú thỏ có ghi nội dung. Đó là tổng của 40 và 30. Vậy để chúng mình tính được, tìm được kết quả tương ứng thì chúng mình phải lấy 40 cộng 30 bằng 70. Chúng mình sẽ tìm củ cà rốt mang số 70 để nối với chú thỏ đầu tiên đấy. Tương tự như vậy, các chú thỏ còn lại, chúng mình hãy tính tổng của các số ghi trên mình chú thỏ và nối với củ cà rốt mang kết quả tương ứng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Chú thỏ thứ hai, tổng của 46 và 13. Chúng mình thực hiện 46 cộng 13, chúng mình sẽ được kết quả bằng 59. Vậy chúng mình sẽ nối chú thỏ này với củ cà rốt mang số 59. Chú thỏ thứ ba, tổng của 24 và 11. Vậy tổng 24 và 11 là bao nhiêu? 24 cộng 11 bằng 35. Vậy chúng mình sẽ nối chú thỏ thứ ba với củ cà rốt mang số 35. Chú thỏ thứ tư, tổng của 50 và 37. Chúng mình tính 50 cộng 37 bằng 87. Chúng mình sẽ nối chú thỏ thứ tư với củ cà rốt mang số 87. Như vậy vừa rồi chúng mình đã tính tổng
rồi nối được kết quả tương ứng rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Trước tiên các em hãy quan sát. Ở đây thứ nhất là chúng ta thấy có các số hạng. Khung thứ hai đó là các số hạng và khung thứ ba là tổng. Ở trong mỗi một khung có 3 số. Vậy chúng mình sẽ làm như thế nào để viết tiếp vào chỗ chấm đây? Chúng mình hãy đọc dữ liệu nhé. Từ các số hạng và tổng lập được các phép tính cộng thích hợp là: mẫu 33 cộng 20 bằng 53. Các em lưu ý ở đây chúng ta sẽ dựa vào các số hạng và tổng để chúng ta lập được các phép tính cộng tương ứng dựa vào các số mà người ta đã cho. Mẫu là ở số hạng đầu tiên chúng ta lấy đó là số 33. Số hạng thứ hai là số 20. Hai số cộng lại với nhau chúng ta được kết quả là số 53. Vậy tương tự như vậy, các số hạng và tổng còn lại chúng ta hãy viết các phép tính cộng tương ứng giúp cô nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây chúng mình sẽ lập được phép tính thứ hai đó là số 22 cộng số 16. Chúng ta sẽ được tổng là 38 đấy. Phép tính 22 cộng 16 bằng 38. Phép tính tiếp theo đó là 51 cộng 14 bằng 65. Như vậy, dựa vào các số hạng và tổng ở trên, chúng mình đã lập được 3 phép tính cộng tương ứng đó là 33 cộng 20 bằng 53, 22 cộng 16 bằng 38, 51 cộng 14 bằng 65. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bài tập số 3. Tiếp tục chúng mình thực hiện bài tập số 4. Bài tập 4 yêu cầu như sau: tô màu hai thẻ ghi hai số có tổng bằng 34. Ở đây có 3 tấm thẻ. Nhiệm vụ của các em là phải tính tổng của hai thẻ nào có kết quả bằng 34. Vậy ở đây chúng mình sẽ lấy thẻ 24 cộng với thẻ 10 mang số 10 để được kết quả bằng 34. Chúng mình sẽ tô màu thẻ 24 và thẻ số 10. Vì hai thẻ này khi cộng lại chúng mình sẽ có tổng bằng 34 đấy các em. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bài tập số 4. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.